Thưa quý vị, hiện tình trạng doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế diễn ra ngày càng phức tạp với số tiền chậm đóng lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 12 năm 2023, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các cơ quan, doanh nghiệp là khoảng 13.356 tỷ đồng, chiếm 2,69% số phải thu. Số tiền chậm đóng tại các đơn vị không có khả năng thu hồi là 4.164 tỷ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp vẫn trích thu nhập của người lao động cho khoản đóng bảo hiểm xã hội, nhưng thực tế lại không hề nộp cho cơ quan bảo hiểm. Với nhiều người lao động, quyền lợi của họ lại đang bị xâm phạm nghiêm trọng khi những đơn vị nợ bảo hiểm xã hội khiến cho người lao động có thể không có lương hưu và các chế độ phúc lợi. Đang nói là từ năm 2018 đến hết năm 2023, mặc dù ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã gửi 417 hồ sơ kiến nghị khởi tố sang cơ quan điều tra, tuy nhiên chỉ có 15 bộ được đưa ra khởi tố. Vậy những con số trên đang cho thấy điều gì? Người lao động yếu thế làm sao để bảo vệ quyền lợi khi bị chủ sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội? Và phương án chế tài xử lý hiện nay đối với các trường hợp chây ì chỉ miễn nợ đóng bảo hiểm xã hội? Tất cả sẽ được giải đáp trong buổi tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi với tiêu đề chế tài không đủ mạnh sẽ còn xuất hiện nhiều doanh nghiệp chây ì, triền miên nợ và trốn đóng bảo hiểm xã hội. Buổi tọa đàm ngày hôm nay sẽ được chia ra làm hai phiên. Trong phiên đầu tiên, xin được trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Minh Châu, trưởng phòng truyền thông Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Và bà Lê Thị Hiền, nguyên chủ tịch công đoàn nhà máy dệt thuộc công ty cổ phần dệt 19 tháng 5 Hà Nội. Chào quý vị khán giả của báo Lao động. Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham dự buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau. Cũng không còn một cơ quan nào là chúng tôi chưa đến nữa rồi. Kinh tế gia đình ấy, hiện tại bây giờ là vì ba con nhỏ nên gặp rất nhiều khó khăn. Từ Tết là được về có 2 triệu để ăn Tết thôi. Vấn đề cũng thấy khổ, vất vả. Những lời cảm thán kèm với giọt nước mắt bất lực của những người công nhân, lao động chỉ mong có thể dựa vào đồng lương eo hẹp để trang trải cuộc sống, lo toan cho gia đình. Thế nhưng, thực tế thì quyền lợi của họ lại đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng bởi doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội kéo dài đã khiến cho những công nhân này rơi vào cảnh cùng cực. Thời gian qua, hàng loạt vụ việc như thế này đã được báo Lao động phản ánh, bóc tách và thay mặt cho hàng trăm, hàng nghìn công nhân yếu thế để bày tỏ quan điểm cũng như tiếng nói đòi lại quyền lợi mà đáng ra họ phải được hưởng. Có thể kể đến như vụ việc tại công ty cổ phần điện tử BHS thuộc hệ sinh thái BKAV của ông Nguyễn Tử Quảng, một doanh nghiệp khá nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ, phần mềm và thiết bị điện tử, nhưng lại nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động trong suốt thời gian dài. Hay tại Hòa Bình, vụ việc hàng trăm công nhân xây dựng bị nợ lương, phải căng biển cầu xin chính quyền vào cuộc giúp đỡ vào ngày 28 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, khi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát chây ì không thanh toán đủ lương, thậm chí giám đốc của doanh nghiệp này là ông Bùi Văn Hưng cũng chủ động cắt liên lạc, bật vô âm tín. Hưng Phát không có tiền để chi trả cho bản thân tôi, để tôi chi trả cho anh em thợ thuyền đi làm tôi, và tôi đã phải đi vay lãi ngày để giả anh em công nhân đi làm tôi trên dưới 25 người. Việc doanh nghiệp không trả lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không chỉ làm ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình họ, mà còn kéo theo hàng loạt thiệt hại về mặt an sinh. Tại tỉnh Hà Nam, chị Tạ Thị Minh là một trường hợp điển hình như vậy. Chị Minh năm nay 50 tuổi, chưa từng lập gia đình. Nhiều năm phải sống chung với căn bệnh giãn tĩnh mạch và hiện đang chăm sóc mẹ già 80 tuổi mắc bạo bệnh, phải thở máy oxy mỗi ngày. Vì hoàn cảnh éo le nên chị quyết định nghỉ hưu sớm để chăm sóc mẹ. Nhưng do công ty dệt 19 tháng 5, nơi chị đã gắn bó đến 13 năm ròng rã, nợ bảo hiểm xã hội của chị đã khiến cho sổ bảo hiểm không thể chốt được và tất cả quyền lợi mà chị xứng đáng được nhận cũng treo lơ lửng, không hẹn ngày trả. Xin về trước để chị cần lấy tiền và chi trả, nhưng mà nói thật ra lực bất tòng tâm, toàn nhờ vào bà chị dâu hết. Từ đấy ông anh ông còn sống. Thế chứ bây giờ ông mất rồi, thì ông mất từ năm 2019. Thì là cũng thấy khó khăn, trong tay không có một đồng nào, lắm hôm làm đêm cứ nghĩ thế khóc đấy, đi làm về chúng nó có tiền thất nghiệp hay gì đây, mình không được một đồng nào, cứ nghỉ như thế đến bây giờ công ty trả chốt cho bảo hiểm. Trước nghỉ thì cho ông bảo là đến 2024 là ông ấy đóng dần hết, bây giờ nghỉ một năm rồi không đóng được một tháng nào hết,
gần 4 năm bảo hiểm. Đi khám sức khỏe nhất là không có bảo hiểm. Đi viện nhất là không được hưởng bảo hiểm. Mỗi ngày, những người công nhân này vẫn tìm đến trước cổng công ty dệt 19 tháng 5 tại Hà Nam và mang theo đó là những hy vọng đòi lại quyền lợi. Nhưng sau cùng, thứ duy nhất mà họ nhận lại được cũng chỉ vỏn vẹn trong hai từ kinh nghiệm. Tôi cảm thấy mình cũng đã hiểu biết và cảm thấy là giá cái sự hiểu biết này mà mình được từ trước thì có thể là mình sẽ không để cho cuộc sống mình bây giờ trở nên rất là ngổn ngang như thế này. Kinh tế gia đình ảnh hưởng, không được chốt sổ về hưu, không được đóng bảo hiểm xã hội và cũng không có thẻ bảo hiểm y tế. Điều này dẫn đến việc người lao động khi mắc bệnh không được hưởng các chế độ y tế, chi phí khám chữa bệnh lại rất tốn kém, không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Và tất cả những điều này sẽ dẫn đến hệ quả. Ngoài việc cơ quan bảo hiểm phát sinh khoản nợ lớn, thì phần lớn hậu quả người lao động sẽ phải gánh chịu khi doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội. Dạ vâng, sau khi lắng nghe cái phóng sự vừa rồi thì có lẽ là chúng ta vẫn chưa thể mường tượng hết ra những cái khó khăn mà người lao động phải chịu đựng khi mà cơ quan chủ quản doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, phải không ạ? Và rất may ngày hôm nay ở tại trường quay này thì chúng tôi đã mời được bà Hiền, một trong những nhân vật xuất hiện trong đoạn phóng sự vừa rồi. Thưa bà có thể chia sẻ cho mọi người được biết là trong cái quá trình mà đi đòi quyền lợi của mình đã gặp phải những khó khăn gì và mình đã thiệt hại như thế nào khi mà doanh nghiệp người ta nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội của mình hay không? Vâng, nếu mà nói trong quá trình mà tôi đi đòi nợ, đứng lên để đòi quyền lợi cho người lao động ấy thì nói chung là gặp rất là nhiều khó khăn. Vì chúng tôi là công ty dệt 19 tháng 5, trụ sở ở trên Hà Nội. Nhưng mà công đoàn ấy không lại ở Hà Nam. Doanh nghiệp thì sản xuất Hà Nam nhưng mà công đoàn thì lại ở trên Hà Nội. Khi chúng tôi gửi đơn đến thì người ta còn không tiếp nhận nữa. Người ta bảo bây giờ các đồng chí có thuộc ở công đoàn Hà Nam đâu mà đến gặp chúng tôi. Đấy. Thế chúng tôi đi gặp tỉnh, tiếp dân hàng tháng, gặp cả chủ tịch tỉnh ông Trương Quốc Huy, rồi gặp phó chủ tịch tỉnh ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Nam ông Trần Xuân Dưỡng, cũng chỉ là những cái lời hứa thôi, chứ cũng đến hiện tại bây giờ là từ 21 tháng 9 năm 2022 và đến bây giờ là hơn một năm rồi, nhưng mà thực tế người lao động vẫn chưa nhận được bất kỳ một tháng nào mà công ty đóng bảo hiểm để chốt cho người lao động, và tất cả các chế độ mà chúng tôi nghỉ bây giờ không được một cái gì hết. Bảo hiểm xã hội không được chốt, trợ cấp thất nghiệp không, trợ cấp thôi việc từ công ty cũng không. Tất cả các khoản đều bị treo hết. Và người lao động cũng đi, không còn một cơ quan nào của tỉnh Hà Nam mà chúng tôi chưa gửi đơn thư đến nữa rồi. Vì bây giờ người lao động cũng cảm thấy bất lực, cũng không biết là bây giờ phải xử lý như thế nào với tình huống của công ty mình bây giờ. Chả nhẽ bây giờ chúng tôi mất gần 4 năm bảo hiểm thì cũng rất là to. Bây giờ thanh xuân của chúng tôi gắn bó hết với công ty 19 tháng 5, toàn những người 16, 17 năm rồi, thanh xuân gắn hết ở đấy rồi. Bây giờ chỉ chờ, nhiều người chỉ chờ đến ngày để nghỉ hưu thôi, nhưng thực tế bây giờ chúng tôi chưa ai được nghỉ hưu cả. Đấy, vâng, thưa bà, thế vậy thì quyền lợi của mình, quyền lợi của những người đồng nghiệp của bà thì như thế nào ạ? Bà có thể chia sẻ cho mọi người được biết. Vâng, quyền lợi của chúng tôi thì treo hết thôi. Ở chỗ tôi thì có đồng chí Trịnh Thị Tuyết Mai, đồng chí cũng được đóng được hơn 30 năm bảo hiểm rồi và đồng chí cũng có nhu cầu để về hưu và để phụng dưỡng mẹ già như cả chị Minh đấy. Chị gắn bó với công ty 19 tháng 5 đã là 13 năm, với công ty trước được mười mấy năm nữa là chị cũng đủ năm công tác cũng để được về hưu rồi, nhưng thực tế bây giờ chúng tôi không thể chốt được sổ nữa. Và có những người, người ta cũng đến tuổi về hưu rồi nhưng người ta lại chưa đủ năm để đóng bảo hiểm, người ta cũng muốn chốt sổ để lấy một lần và để lấy bảo hiểm thất nghiệp, nhưng thực tế cũng chưa ai chốt được. Đấy là như thế. Tình cảnh của người lao động của 19 tháng 5 thì nói chung là bây giờ là người ta gọi là bi cực, chả hiểu kiểu gì bây giờ chúng tôi phải làm thế nào mới lấy được quyền lợi gần 4 năm bảo hiểm bây giờ. Dạ vâng, cảm ơn bà. Thưa bà Dương Thị Minh Châu, tình hình đóng bảo hiểm xã hội của thành phố Hà Nội thời gian qua như thế nào? Và câu chuyện về các doanh nghiệp mà nợ bảo hiểm xã hội như tại câu chuyện của công ty dệt 19 tháng 5 thì ở tại Hà Nội thời gian qua cũng có những cái doanh nghiệp rất là nổi tiếng như là công ty cổ phần điện tử BHS trong hệ sinh thái của BKV, một doanh nghiệp rất nổi tiếng trong lĩnh vực mà phần mềm công nghệ thiết bị điện tử, cũng nằm trong cái danh sách mà nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động. Vậy bà có thể cho biết là tình hình đóng bảo hiểm xã hội tại thành phố Hà Nội thời gian qua là như thế nào, thưa bà? Đối với tình hình đóng bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thì phải nói là trên địa bàn thành phố Hà Nội nó có vào khoảng tầm là trên 112.000 đơn vị với vào khoảng trên 2 triệu lao động.
Thế và thường thì những tháng cuối năm, những tháng 12 là những cái tháng mà các đơn vị thường dồn hết tốc lực ra để đóng hoàn thành với nghĩa vụ với cơ quan bảo hiểm xã hội. Nhưng những tháng đầu năm thường là những cái tháng mà cái số lượng đơn vị cũng như là số lượng tiền nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội thường là lớn nhất. Thế thì đến hết thời điểm tháng 2, 2024 thì trên địa bàn thành phố Hà Nội thì có khoảng 93.000 đơn vị đang chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền chậm đóng khoảng gần 6.000 tỷ đồng. Thế thì ở trong đấy thì sẽ có những cái khoản tiền mà kéo dài từ 12 tháng trở lên rất là khó thu hồi của các cái đơn vị đã nợ lâu với số tiền khoảng 1.800 tỷ. Và đối với những cái đơn vị mà dừng giao dịch thì vào khoảng 1.700 tỷ. Đấy là những cái mà khả năng cơ hội đòi là không có. Tuy nhiên đối với các cái đơn vị giống như đơn vị các vừa nêu ấy, thì là những cái đơn vị thường có cái thời gian nợ thấp vào khoảng một tháng. Tức là người ta sẽ gối đầu, người ta về kinh phí có thể không đảm bảo được. Do vậy là người ta thường để chậm đóng một tháng bảo hiểm xã hội. Thì nó rơi vào hơn 23.000 đơn vị là ở tình trạng như vậy. Thì mục đích cũng bảo vệ quyền lợi lao động thì bản thân cán bộ của cơ quan bảo hiểm xã hội thì khi mà đơn vị mà chậm đóng bắt đầu đến tháng thứ hai thì bao giờ cũng sẽ làm văn bản đôn đốc. Và sau hai lần đôn đốc nếu như đơn vị không thực hiện thì sẽ bắt đầu chuyển sang để thanh tra đơn vị. Thì đấy là những cái mà biện pháp mà đối với phía cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện. Thế còn ngoài ra thì Bảo hiểm xã hội thành phố cũng tham mưu rất là nhiều các văn bản cho Ủy ban Nhân dân cũng như là phối hợp với các sở ban ngành trong cái việc mà thực hiện để tránh cái tình trạng nợ động trên địa bàn thành phố. Dạ vâng, cảm ơn bà. Thưa bà Hiền ạ, trong cái quá trình mà mình đi đòi quyền lợi như vậy thì bà đã đến những cái cơ quan đơn vị nào và các cơ quan chức năng người ta đã trả lời mình ra sao? Có đáp ứng được nguyện vọng của những người lao động như mình hay không? Thưa bà. Vâng, thì trong quá trình mà đi đòi quyền lợi cho người lao động ấy thì bắt đầu chúng tôi sẽ xuống những cơ quan của cơ quan công quyền của tỉnh Hà Nam và chúng tôi sẽ gặp là bí thư và chủ tịch tỉnh Hà Nam. Nhưng mà và các cơ quan sở lao động thương binh của xã hội tỉnh Hà Nam nhưng họ chỉ có chuyển đơn về công ty để giải quyết. Nhưng mà nếu mà chuyển đơn về công ty mà đã giải quyết được thì chúng tôi cũng không phải đi bấu víu vào cơ quan công quyền của tỉnh Hà Nam. Và khi chúng tôi gặp cơ quan công quyền tỉnh Hà Nam thì chỉ là câu hứa là sẽ đôn đốc doanh nghiệp để đóng bảo hiểm. Nhưng thực tế là không biết là công ty đã nhận được những văn bản đôn đốc từ cơ quan tỉnh Hà Nam hay chưa. Và họ sẽ thực hiện như thế nào khi họ cứ chây ý với những văn bản đôn đốc đấy thì thực tế người lao động chúng tôi đến bây giờ cũng chưa ai chốt được sổ. Mà chỉ chốt được đến tháng 2 2019. Đấy. Và cuối cùng khi mà cơ quan công quyền không giải quyết được thì chúng tôi làm đơn ra tòa án huyện Duy Tiên. Đấy, vì chúng tôi là thuộc huyện Duy Tiên. Nhưng mà chúng tôi làm đơn đến huyện Duy Tiên không biết là đến 4-5 lần đơn khởi kiện ông Đỗ Văn Minh ra từ nợ lương 4-5 tháng của người lao động và nợ bảo hiểm. Nhưng thực tế bây giờ chưa có một cái đơn thư nào của tòa án trả lời người lao động là đơn đấy có hợp lý, hợp tình hay đơn đấy có vấn đề gì để cùng người lao động để giải quyết cho người lao động. Nhưng thực tế tòa án huyện Duy Tiên chưa trả lời một công văn nào cho chúng tôi cả. Và chúng tôi nhận được hai công văn của cơ quan gọi là công quyền để bảo vệ người lao động, đó là công an tỉnh Hà Nam và công an huyện Duy Tiên. Đối với công văn của công an tỉnh Hà Nam thì đấy là công văn trả lời của ông Trương Anh Vũ ở bên phòng công an kinh tế của tỉnh Hà Nam trả lời là không đủ căn cứ để truy tố ông Đỗ Văn Minh về tội chây ý đóng mà chỉ là chậm đóng thôi. Và công an huyện Duy Tiên cũng có nội dung như thế. Nhưng mà theo tôi nghĩ là nếu mà bà chậm thì nó cũng phải có một quá trình để giả nợ, đúng không ạ? Và quá trình giả nợ đấy thì ông ấy đã cam kết với người lao động không biết là bao nhiêu cái văn bản là cam kết giữa người lao động này, ban quản lý khu công nghiệp này, công an kinh tế tỉnh Hà Nam và hầu như tất cả các ban ngành và công đoàn tỉnh Hà Nam. Nhưng thực tế thì tất cả các văn bản đấy chỉ là văn bản nằm trên giấy. Còn thực thi thì chưa có một hành động thiết thực nào mà ông Minh Phúc có nghĩa là trả lời người lao động vận động bằng cái công sức mà người ta đã bỏ ra. Những cái đồng lương mà ông ấy cắt hàng tháng của người lao động để trích ra để đóng bảo hiểm. Nhưng thực tế thì những đồng đấy ông ấy đã sử dụng sai mục đích, đúng không ạ? Đấy là tiền của người lao động. Nhưng ông đấy đã thực tế bây giờ ông ấy đã chiếm đoạt luôn 10% đấy của người lao động. Và cả những cái đồng mà ông sẽ phải đóng tiếp đối với bảo hiểm thì bây giờ là chưa có một đồng nào. Và hôm qua đấy là
tôi cũng đã gọi điện hỏi trực tiếp bên Bảo hiểm Duy Tiên là những cái cam kết mà ông ấy sẽ hứa là tuần trước ông sẽ chuyển tiền cho Bảo hiểm Duy Tiên để đóng bảo hiểm cho những người đã nộp đơn nghỉ việc tại công ty, nhưng thực tế là cơ quan bảo hiểm tỉnh Hà Nam và công an cơ quan Bảo hiểm Duy Tiên cũng trả lời là chưa có một đồng tiền nào chuyển vào tài khoản của Bảo hiểm Duy Tiên, đấy là như thế. Dạ vâng, cảm ơn bà. Tất cả mới chỉ dừng lại ở những lời hứa hẹn, phải không ạ? Vâng, thưa bà Châu ạ, với một cái thành phố đặc thù như ở Hà Nội, lượng người lao động khá là đông đảo, thì ngành bảo hiểm xã hội của mình đã có những cái biện pháp như thế nào để hạn chế tối đa cái tình trạng mà doanh nghiệp chây ỳ trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, thưa bà? Trên địa bàn thành phố Hà Nội thì phải nói là được sự quan tâm rất nhiều của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố. Thế thì năm 2022 thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có một cái kế hoạch số 71 về việc khắc phục hạn chế khuyết điểm mà được chỉ ra sau cái hội nghị kiểm điểm, đấy là về việc là để cái số nợ tăng cao. Và cái năm 2023 thì chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố một cái kế hoạch để thực hiện về phát triển người tham gia cũng như đôn đốc thu hồi nợ đóng trên địa bàn. Thì phải nói rằng là cái trách nhiệm đầu tiên đối với việc nợ đóng là về phía cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm đôn đốc. Tuy nhiên là tình hình thực tế của các cái doanh nghiệp, của các đơn vị trong cái tình hình thực hiện khó khăn như bây giờ thì ngoài cái việc đôn đốc thì chúng tôi cũng có sử dụng rất là nhiều các biện pháp khác. Ví dụ như chúng tôi cũng phải phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân quận huyện thị xã trong các quá trình thực hiện thanh tra kiểm tra đơn vị và để đôn đốc cái đơn vị thực hiện cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của mình. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng phải là thu thập hồ sơ để mà gửi sang công an để làm có những cái biện pháp mạnh hơn sau khi mà các sở ban ngành cũng như các Ủy ban Nhân dân đã vào cuộc mà đơn vị vẫn là tiếp tục thực hiện là chậm đóng bảo hiểm xã hội và không thực hiện đóng cho người lao động. Ngoài ra thì cũng như định kỳ thì chúng tôi vẫn thường công khai các cái doanh nghiệp mà chậm đóng lên cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội thành phố cũng như cổng thông tin điện tử của Ủy ban cũng như đăng trên các cái báo như báo Hà Nội Mới hoặc là đưa lên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thì những cái việc làm này thì chúng tôi cũng thấy rằng là khi mà chúng ta thông tin công khai các cái việc lên thông tin đại chúng thì rất nhiều cái đơn vị người ta cũng đã khắc phục ngay cái việc chậm đóng thời gian ngắn. Thế còn có những cái trường hợp thì chúng tôi cũng phải nói rằng là chúng tôi muốn nói rằng là mình đẩy mạnh cái tuyên truyền, bản thân người lao động cũng phải nắm được cái việc quyền lợi của mình ngay từ những cái ngày đầu khi đơn vị chậm đóng cái thời gian ngắn. Chứ nếu như để ra chúng ta có một cái thời gian dài thì có rất nhiều đơn vị sẽ rất là khó khắc phục được cái việc mà để cái thời gian chậm đóng là quá dài. Chúng tôi thì khi mà thực hiện đôn đốc hay là công khai các doanh nghiệp nợ thì cũng có rất nhiều ý kiến về phản ánh về phía đơn vị vì lý do tại sao lại công khai. Thì theo quy định của luật bảo hiểm xã hội là chúng tôi có quyền, nếu anh không thực hiện đúng nghĩa vụ thì chúng tôi phải bắt buộc phải công khai các cổng. Và ngoài ra thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đưa thêm một vấn đề rằng nếu như các đơn vị nợ thì các anh sẽ không được tham gia vào khen thưởng cũng như không tham gia vào các đấu thầu của các cái dự án của Hà Nội. Do vậy là về địa bàn Hà Nội thì chúng tôi sẽ cố gắng các biện pháp có thể để làm giảm được cái việc. Dạ vâng, cảm ơn bà. Vậy thưa bà Hiền ạ, bà có tâm tư nguyện vọng gì và có thể chia sẻ tại đây và có kiến nghị gì hay không ạ? Qua đây thì tôi cũng gửi cái tâm tư nguyện vọng của mình cũng như là tâm tư nguyện vọng của hơn 200 người lao động tại công ty dệt 19 tháng 5 là tôi chỉ mong là cơ quan ban ngành tỉnh Hà Nam phải có một cái biện pháp quyết liệt, cứng rắn đối với những doanh nghiệp nợ bảo hiểm. Vì bây giờ nói chung là tỉnh Hà Nam là một tỉnh ở phía Bắc có khu công nghiệp rất là rộng và rất nhiều khu công nghiệp và nó ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh Hà Nam. Đấy. Và bây giờ hành động quyết liệt đối với doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động thì đấy là thuộc thẩm quyền của tỉnh Hà Nam và ban quản lý khu công nghiệp, họ có phải có biện pháp cứng rắn. Còn nếu không thì doanh nghiệp này làm được thì doanh nghiệp khác cũng sẽ làm được, đúng không ạ? Khi người ta đã làm được rồi thì người đầu tiên bị thiệt thòi và người cuối cùng cũng chỉ là người lao động thôi. Đấy. Và đối với một doanh nghiệp đã bị trả hóa đơn về, không cho phát hành hóa đơn, đối với công ty 19 tháng 5 đã bị trả hóa đơn về Hà Nội và doanh nghiệp không thể phát hành được hóa đơn và như thế mà doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động mà tỉnh Hà Nam tôi chưa thấy một phương án cứng rắn. Ví dụ người ta có quyền không cho thuê đất để sản xuất kinh doanh nữa vì ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của tỉnh Hà Nam, đúng không ạ? Người ta có quyền không cho thuê đất nữa nhưng thực tế bây giờ doanh nghiệp vẫn cứ thuê bình thường, vẫn cứ sản xuất bình thường mà trong khi đó chúng tôi sản xuất, nếu người ta bảo là dựa vào dịch bệnh để không đóng thuế
và đóng tất cả các khoản cho người lao động. Nhưng thực tế doanh nghiệp của chúng tôi trong thời gian dịch Covid, chúng tôi làm sản lượng còn gấp đôi những năm bình thường. Những năm bình thường, năm 19, 20 chúng tôi sản xuất từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Những năm 21, 22 trở đi chúng tôi sản xuất 5 triệu mét vải một năm. Thì không thể nói là doanh nghiệp không có doanh thu, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ được. Nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì không thể mở rộng sản xuất kinh doanh được. Doanh nghiệp chúng tôi từ một nhà xưởng có 63 máy mà trở thành một cái xưởng 90 cái máy trong thời gian dịch bệnh. Một nhà máy sợi thành hai nhà máy sợi con, vẫn làm việc bình thường, sản xuất bình thường, hàng bán đi không còn hàng tồn kho. Mà tại sao chủ doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động? Chúng tôi không hiểu nguyên do là ông ấy cố tình chây ý hay là cái chế tài hay cái việc đôn đốc từ cơ quan bảo hiểm huyện Duy Tiên không sát sao để cho người lao động. Bây giờ chúng tôi không biết đi kêu gọi từ đâu nữa để lấy quyền lợi của mình. Đấy, chúng tôi chỉ cần tỉnh Hà Nam hãy vào cuộc để xử lý những cái rắc rối và những cái mà người lao động đang phải chịu thiệt của 19 tháng 5. Bây giờ là hơn 200 lao động, chứ không phải là 100 hay là 50, mà là gần 277 người với khoản nợ khổng lồ bảo hiểm là 13,4 tỷ đồng. Đấy, đấy là chốt đến tháng 10 năm 2022. Còn đến bây giờ những cái khoản đấy nó sẽ bị cộng lãi dồn lên thì không biết là con số đấy sẽ là bao nhiêu nữa. Đấy, và chúng tôi chỉ mong là hãy giải quyết để cho chúng tôi được đóng nối bảo hiểm và được hưởng tất cả các chế độ mà chúng tôi đã tham gia, để cho chúng tôi được yên tâm công tác và sản xuất. Chứ không thì chúng tôi đi làm công ty khác cũng chỉ lúc nào cũng ngóng ngóng là xem bao giờ cơ quan ban ngành tỉnh Hà Nam vào để xử lý giải quyết cho người lao động là như thế. Dạ vâng, cảm ơn bà. Thưa bà Châu, sau khi lắng nghe câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là doanh nghiệp có, tất nhiên thực tế là có những cái doanh nghiệp mà người ta làm ăn khó khăn thật sự, nhất là sau dịch Covid-19. Nhưng cũng bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp có thể là họ cố tình chây ý không đóng bảo hiểm và trả những quyền lợi mà người lao động xứng đáng được hưởng. Vậy đối với một đơn vị đặc thù như Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thì chúng ta có cái biện pháp nào hay không để hạn chế được cái tình trạng này nhưng mà vẫn có thể đảm bảo hỗ trợ những cái doanh nghiệp mà họ khó khăn thật sự, thưa bà? Thật ra thì phải nói rằng cơ quan Bảo hiểm xã hội là cơ quan thực hiện. Về việc xây dựng chính sách pháp luật thì cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ có những cái kiến nghị đến các cái cấp có thẩm quyền. Thế thì về cơ bản trên địa bàn thành phố thì chúng tôi thường nêu với vấn đề đầu tiên là bản thân người lao động cũng như doanh nghiệp là phải tự bảo vệ lấy mình. Tức là gì? Về phía người lao động chúng ta phải nắm được là quyền lợi của chúng ta đến đâu. Ví dụ như chúng tôi khi mà thực hiện cái ứng dụng VSID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cái quản lý quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội của mình, thì trên đấy sau khi thời gian đầu chúng tôi triển khai và đến nay chúng tôi đã triển khai được một cái việc mà người lao động có thể nhìn thấy được là gì, doanh nghiệp có đóng bảo hiểm xã hội tháng này cho mình không, tức là theo dõi theo từng tháng một. Ví dụ chậm đóng một tháng là thể hiện luôn trên ứng dụng đấy, là ta có thể vào và kiểm tra là tháng này doanh nghiệp đang chưa đóng. Và khi chúng tôi triển khai được việc này với các khu công nghiệp thì tôi thấy là công nhân hết sức phấn khởi, vì họ thấy rằng là họ kiểm soát được cái việc chủ sử dụng lao động có tham gia đầy đủ cho họ hay không. Thì đấy là cái mà đầu tiên với phía cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Một công cụ giám sát đúng không ạ? Một công cụ giám sát cho người lao động. Thế thứ hai nữa ấy, thì chúng ta cũng phải phân biệt là ai là đơn vị dây ỉ và ai là những cái đơn vị mà thực tế người ta khó khăn. Thế thì về hệ thống pháp lý bây giờ chúng ta cũng phải thấy rằng là đối với những vị đơn vị khó khăn thật sự thì chưa có những cái mà giải pháp để hỗ trợ cho đơn vị trong việc khoanh nợ hoặc là giảm nợ hoặc là giãn nợ như thuế chúng ta có thể có, nhưng với bảo hiểm là không. Do vậy là dù đơn vị khó khăn hay đơn vị chây ý bây giờ cũng đang được quy về một mối, như thế nó cũng có cái bất lợi bản thân cho các doanh nghiệp và cũng khó cho cơ quan bảo hiểm để có những cái chế tài riêng đối với những cái doanh vị mà cố tình không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Và cũng nữa thì là phải, chúng tôi cũng phải phối hợp giữa với các cơ quan, ví dụ như phối hợp với thuế, phối hợp với cả Sở Kế hoạch Đầu tư về trong cái việc chia sẻ cơ sở dữ liệu. Thì khi mà chúng ta thực hiện được chia sẻ cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ nắm bắt rất nhanh cái tình trạng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đang tốt mà vẫn không đóng bảo hiểm xã hội thì chúng ta sẽ phải có những biện pháp mạnh hơn đối với doanh nghiệp. Còn nếu như mà đúng là doanh nghiệp khó khăn thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp thích hợp. Thì cái đấy thì như tôi đã nói đấy, chúng ta có những cái hệ thống pháp lý tốt hơn thì những cái đấy chúng ta sẽ làm dễ hơn. Nhưng khi mà chúng ta chia sẻ được dữ liệu cho các cơ quan liên quan thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái cơ sở dữ liệu đấy để có những biện pháp mạnh mẽ hơn đối với các doanh nghiệp mà cố tình không đóng cho người lao động. Và chúng ta cũng phải cần một cái việc là tăng cường cái kết nối giữa các cơ quan thanh tra. Thì có thể là bảo hiểm cũng có cơ quan thanh tra, tuy nhiên là chúng ta còn có cả thanh tra thuế, cũng thanh tra về lao động và thanh tra về nhà nước.
thì chúng ta kết hợp với thanh tra đấy, khi chúng ta thanh tra chúng ta sẽ thanh tra đồng loạt tất cả các mặt của đơn vị. Trong cái quá trình mà chúng tôi đi ghi nhận những câu chuyện của người lao động mà thì người ta có chia sẻ rằng là cái việc mà doanh nghiệp chủ quản nợ bảo hiểm xã hội của họ khiến cho họ mất đi cơ hội việc làm và mất đi hàng loạt những cái quyền lợi phía sau. Như khi có một cái trường hợp là chị này chị đi làm nhưng mà chị bị nợ bảo hiểm xã hội và chị tìm đến một cái đơn vị khác làm việc, thì chủ sử dụng lao động ở đơn vị mới người ta cũng từ chối, bởi người ta cho rằng lý do là vì cái thủ tục làm bảo hiểm quá phức tạp. Thì trong cái câu chuyện này thì với người lao động thì họ nên làm gì ạ? Thật ra thì người lao động nếu mà dừng đóng tại các cái đơn vị đang hiện tại đang chậm đóng và trốn đóng đối với người lao động thì vẫn được đóng bình thường tại các cái đơn vị khác. Cái này thủ tục nó không có cái gì làm ảnh hưởng cả. Tức là người ta chỉ cần thông báo rằng tôi đã có mã số bảo hiểm như vậy và chúng tôi sẽ báo tăng lên. Khi báo tăng thì đồng thời cái việc đấy nó sẽ báo giảm của cái đơn vị đang chậm đóng. Còn đương nhiên là cái việc mà ở cái đơn vị chậm đóng đấy thì cái quá trình công tác sẽ chưa được ghi nhận một cách đầy đủ, chỉ ghi nhận được đến cái thời điểm mà đóng đủ mà thôi. Hoặc là nếu như đơn vị mà đã có điều kiện mà người lao động mà phối hợp được với đơn vị là đề nghị để tách đóng riêng cho một cá nhân và cam kết cái đóng cái lộ trình còn của những người còn lại thì người lao động đấy vẫn được đóng đầy đủ cho đến thời điểm chuyển đi. Đấy thì về việc này thì tôi cũng phải nói rằng là Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có cái công văn 1880 hỗ trợ trong cái việc là cái việc giải quyết các chế độ đối với các 4 cái loại hình đơn vị mà liên quan đến cái việc chậm đóng bảo hiểm xã hội, hoặc là các cái đơn vị ấy thì đã có một cái văn bản 1880 để hướng dẫn vấn đề này. Vâng, ngay tại đây thì bà có những cái lời khuyên nào dành cho những người lao động khi mà họ không may rơi vào cái tình cảnh mà bị doanh nghiệp chủ quản nợ bảo hiểm xã hội hay là trốn đóng bảo hiểm xã hội hay không? Thật ra lời khuyên thì cũng rất là khó, bởi vì cái mà chúng tôi đang không làm được đấy là bảo vệ chính là quyền lợi của người lao động. Bởi vì chúng tôi cũng có nhiều biện pháp để đôn đốc đơn vị, nhưng sẽ có những cái đơn vị mà người ta sẽ không thực hiện. Đối với người lao động thì chúng tôi cũng khuyên này, nếu như thực tế mà ở đơn vị không có việc làm thì chúng ta sẽ làm một cái là tạm hoãn hợp đồng. Thì khi mà chúng ta làm cái tạm hoãn hợp đồng thì chúng ta vừa bảo vệ được cái quyền lợi, chúng ta có thể tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đấy là cái mà quan trọng nhất của những người bây giờ là chúng ta không có bảo hiểm y tế. Vì khi nếu chúng ta vẫn còn đang đi làm thì chúng ta không thể tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được, vì chúng ta thuộc đối tượng tham gia bắt buộc. Đấy, còn chúng ta tạm hoãn hợp đồng thì chúng ta không thuộc đối tượng bắt buộc phải đi làm, thì chúng ta có thể là chúng ta vẫn thuộc là người của đơn vị nhưng chúng ta vẫn có thể tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để chúng ta bảo vệ cái việc đầu tiên đấy là đi khám, chúng ta có thẻ bảo hiểm y tế. Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã chia sẻ những cái nội dung vừa rồi. Còn bây giờ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ nghỉ trong ít phút để chuẩn bị cho phiên thứ hai của buổi tọa đàm. Vâng, thưa quý vị, cùng tham gia với chúng ta trong phiên thứ hai lần này thì xin trân trọng giới thiệu ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Lê Hồng Lam, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Xin kính chào các khán thính giả của Báo Lao Động. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự buổi tọa đàm trong phiên thứ hai này của chúng tôi. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin gửi đến ông Quảng ạ. Thưa ông, câu chuyện về doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội không phải là câu chuyện mới mà đã diễn ra từ nhiều năm nay rồi nhưng vẫn chưa thể giải quyết một cách dứt điểm. Vậy ông có thể cho biết là khi mà doanh nghiệp, những công ty mà người ta nợ bảo hiểm xã hội của người lao động thì nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến các cái khía cạnh của xã hội và đặc biệt là của người lao động hay không thưa ông? Có thể nói là pháp luật của chúng ta về bảo hiểm xã hội thì đang quy định theo cái nguyên tắc đóng hưởng. Cho nên khi mà các cái doanh nghiệp mà nợ bảo hiểm xã hội thì tất cả cái quyền lợi, các cái chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội của người lao động như các cái chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí tử tuất thì đều không được giải quyết. Thì có thể nói là cái thiết kế kiểu này cho nên là ảnh hưởng rất là lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và từ đó ảnh hưởng đến các cái chính sách an sinh xã hội, không những chỉ trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và từ đó nó ảnh hưởng đến các cái chính sách an sinh xã hội của Đảng, nhà nước ta. Vì sao vậy? Ví dụ tôi nói là những cái chính sách này á, nó làm cho người lao động mất cái niềm tin đến cái chính sách an sinh xã hội. Cái tình trạng là người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần hoặc là không tham gia mạnh mẽ vào cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có thể nói có cái việc niềm tin của người lao động. Sau một số cái trường hợp mà doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, họ làm cho quyền lợi của người lao động không được thực hiện, cho nên họ người lao động thiếu niềm tin vào cái chính sách
Và chúng ta biết rằng là phát triển đối tượng thực hiện các cái chính sách an sinh xã hội là một cái chủ trương mà chúng ta tiến tới bảo hiểm xã hội toàn dân mà. Vì vậy có thể nói là cái việc mà doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động, của người tham gia bảo hiểm xã hội, và đồng thời cũng ảnh hưởng các cái chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta đang hướng đến thực hiện. Vâng, cảm ơn ông. Thưa luật sư Lê Hồng Lam, ông có thể phân tích một số những cái phương pháp và thủ đoạn của các doanh nghiệp cố tình chây ý hay trốn đóng bảo hiểm xã hội để mà gây ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động hay không, thưa ông? Vâng, thì có một số những cái thủ đoạn mà doanh nghiệp thường sử dụng để trốn đóng bảo hiểm xã hội cũng như là chây ý trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đó là một số thủ đoạn như sử dụng nhiều lao động nhưng đóng cho số ít lao động thôi. Thứ hai nữa là sử dụng các lao động mang tính chất dài hạn, làm các công việc dài hạn nhưng chỉ ký hợp đồng ngắn hạn, tức là dưới cái quy định là phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thì cái thủ đoạn này diễn ra tương đối phổ biến. Thứ ba nữa là đối với cả các thủ đoạn là kê lương cao nhưng mà đóng bảo hiểm sử dụng hai hệ thống sổ. Một hệ thống sổ trực tiếp là để báo cáo cơ quan nhà nước là quê một mức lương, đóng mức bảo hiểm xã hội thấp, và một hệ thống sổ trả một mức lương khác. Thì đấy là những thủ đoạn về trốn, một số thủ đoạn trốn điển hình. Thế còn những cái thủ đoạn chây ý trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội thì là những cái thủ đoạn như là chậm nộp hoặc là cố định chuyển dòng tiền đóng bảo hiểm xã hội chuyển sang cái hướng là chuyển sang sử dụng dòng tiền đấy vào mục đích khác, và người ta cho rằng là trong những trường hợp đấy thì người ta có lợi hơn, bởi vì cái mức độ mà người sử dụng vòng quay của đồng tiền trong cái việc là người mượn tạm cái tiền đóng bảo hiểm xã hội đó sử dụng mục đích kinh doanh thì nó sẽ sinh lời hơn. Thì đấy là một trong những cái thủ đoạn mà doanh nghiệp thường sử dụng trong việc trốn cũng như là chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Vâng, cảm ơn ông ạ. Thưa ông Quảng ạ, hiện nay thì cái con số mà các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nó lên đến cả chục nghìn rồi. Thì điều gì đã dẫn đến cái tình trạng này thưa ông? Có thể nói cái tình trạng mà các cái doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thì có nhiều cái nguyên nhân. Nhưng mà theo dõi thì chúng tôi có thấy mấy cái nguyên nhân sau đây. Cái thứ nhất có thể nói là phải đề cập đến là ý thức tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động về cái bảo hiểm xã hội là chưa cao. Có nhiều cái doanh nghiệp họ chỉ quan tâm đến cái lợi nhuận mà chưa quan tâm đến các cái chính sách an sinh xã hội, cho nên là cái vi phạm về pháp luật về bảo hiểm xã hội. Cái thứ hai có thể nói là cái trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý nhà nước về cái mảng bảo hiểm xã hội, mảng an sinh xã hội cũng chưa thực sự được tốt. Cái việc mà chúng ta thanh tra kiểm tra thì chưa được kịp thời, rồi chỉ xử lý các cái hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là các cái trường hợp nợ bảo hiểm xã hội là chưa nghiêm minh, chưa đảm bảo cái sự độ răn đe. Rồi có thể nói là cái hệ thống pháp luật của chúng ta cũng phải nói là phải đề cập đến cái nguyên nhân này. Từ các cái quy định cơ chế để giải quyết các cái trường hợp là xử lý trường hợp doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội cũng chưa đồng bộ, thậm chí có những cái vênh hoặc là có những cái, rồi cái chế tài thì có thể nói là nó chưa đủ cái độ răn đe. Chúng ta biết cái nghị định 12, cái mức xử phạt đối với cái doanh nghiệp mà nợ bảo hiểm xã hội mà trong ấy thì nói là gọi là chậm ấy, thì cái mức cao nhất chỉ 150 triệu đối với một cái doanh nghiệp. Thì cái mức này không vậy. Kể cả chúng ta đã bổ sung cái tiền chậm lãi bằng 2 lần cái mức lãi suất đầu tư vào quỹ bảo hiểm của cái năm liên kề, nhưng cái mức đó so với cái mức mà các cái doanh nghiệp mà để chiếm dụng cái tiền đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội thì có thể nói là cũng chưa gọi là cái chế tài đó chưa, đang còn rất là thấp. Thế thì rõ ràng ấy. Và còn nhiều cái nguyên nhân nữa thì và không loại trừ trong cái giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong một vài năm gần đây, thì do những cái tình hình khó khăn của dịch bệnh và cái tình hình suy thoái kinh tế, một số cái doanh nghiệp cũng gặp có khó khăn,
nó làm cho cái bức tranh các cái doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nó tăng cao và ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. À, vâng, cảm ơn ông. Thưa quý vị, mặc dù đã có quy định của pháp luật nhưng trên thực tế thì việc khởi tố, truy tố, xét xử những cái vụ án theo điều 216 Bộ luật hình sự năm 2015 còn gặp nhiều khó khăn do không có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Có thể lấy ví dụ từ vụ việc nêu trong phóng sự như tại công ty Dệt 19 tháng 5, nợ bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Khi bảo hiểm xã hội thị xã Duy Tiên đã cung cấp hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Duy Tiên để tiến hành điều tra, xem xét khởi tố. Tuy nhiên kết quả thực tế là cơ quan này đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc có dấu hiệu trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Và tất nhiên, đây không phải là vụ việc duy nhất có kết quả như vậy. Điều này đã làm cho nhiều người lao động cảm thấy hụt hẫng, không biết bám víu vào đâu cả. Vâng, thưa ông Lê Đình Quảng, không thể khởi tố thì có nghĩa là quyền lợi của người lao động sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là mất trắng nếu như mà doanh nghiệp cố tình chây ý không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, thưa ông? Tôi nghĩ rằng là trong cả cái biện pháp để đảm bảo quyền lợi của người lao động thì cái khởi tố theo cái quy định của Bộ luật hình sự cũng là một cái giải pháp, gọi là cái chế tài gọi nghiêm khắc nhất, nhưng còn có nhiều cái giải pháp để chúng ta đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Mà một trong cái giải pháp đấy đó là giao cho tổ chức công đoàn được khởi kiện cho những cái trường hợp mà người sử dụng lao động có cái vi phạm pháp luật về cái bảo hiểm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động để mà bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Và đặc biệt là người lao động có quyền khởi kiện ra theo cái thủ tục tranh chấp lao động cá nhân để bảo vệ cái quyền lợi. Ngoài ra thì các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng có các cái biện pháp để mà đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong những cái trường hợp mà doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, chứ không phải là chỉ có áp dụng một cái chế tài là xử lý theo hình sự theo điều 216 của Bộ luật hình sự. Dạ vâng, thưa ông, thì ông đánh giá thế nào về câu chuyện khởi kiện giữa người lao động và cả doanh nghiệp? Rõ ràng là những cái con số mà cơ quan bảo hiểm xã hội đưa sang cho các cơ quan cảnh sát điều tra để khởi kiện thì việc khởi tố nó chỉ chiếm một phần rất khiêm tốn thôi. Ông có quan điểm nào về vấn đề này ạ? Có hai cái để chúng ta làm rõ. Về mà khởi tố, truy tố theo cái tội 216 thì hiện nay đang gặp rất là nhiều khó khăn. Đây là truy tố theo cái điều 216 của Bộ luật hình sự. Thì khó khăn nhất mà chúng tôi nhận được ấy, thì là trong cái bộ luật hình sự thì đấy là cái tội gọi là trốn đóng. Và trong cái nghị quyết 05 của Ủy ban thẩm phán thì cũng là hướng dẫn được cái hành vi trốn đóng. Nhưng còn trong thực tế hiện nay thì xử phạt, các cái cơ quan mà xử phạt thì là các cái doanh nghiệp theo cái hành vi đấy là chậm đóng và không trốn đóng, chậm đóng và không đóng. Cho nên là có cái vấn như vậy. Cho nên là có thể nói là cái việc mà hiện nay xử lý hình sự và đúng như luật sư đã nói, ở các cái doanh nghiệp thì dùng rất là nhiều thủ đoạn. Người ta lách được cái luật mà không đúng để khi đưa sang ở bên cơ quan tố tụng thì cả cái hành vi mà của họ thì không đủ cấu thành với cái tội là trốn đóng mà là chỉ là chậm đóng hoặc là nợ bảo hiểm xã hội. Thế thì đấy là một cái lỗ hổng. Và tôi nghĩ rằng là hiện nay thì cái dự thảo luật bảo hiểm xã hội mới á, thì đã có một cái sửa đổi tôi cho cũng rất là hay. Đó là chúng ta có cái chuyển hóa từ là chậm đóng sang trốn đóng theo cái hướng là quá 60 ngày theo quy định anh buộc phải đóng mà anh là thì chúng ta chuyển đấy là từ chậm đóng sang là trốn đóng, và như vậy thì chúng ta có thể xử lý hình sự được. Dạ vâng, thưa ông Lam ạ, luật sư Lam ạ, ông đánh giá sao về các quy định pháp luật liên quan đến xử lý các cái vụ việc liên quan đến doanh nghiệp và nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, thưa ông? Có nhiều ý kiến cho rằng là do hiện nay những cái quy định pháp luật còn quá nhẹ cho nên là chưa xử lý triệt để những cái vụ việc này, khiến cho chúng diễn ra kéo dài, triền miên, thưa ông? Theo tôi thì đến hiện tại thì quy định của chúng ta
trong lĩnh vực xử lý việc trốn đóng hay nợ đọng chây ý trong đóng bảo hiểm xã hội thì là cũng tương đối đầy đủ và tiến tới là cũng tương đối đồng bộ. Tôi nói ví dụ như là luật Bộ luật Lao động 2019 vừa 2019 ý, thì tại điều 219 thì cũng đã sửa đổi ngay về cái chuyện là bộ luật tố tụng dân sự. Trong đó là bãi bỏ cái khoản 2 của điều 32 Bộ luật tố tụng dân sự để cho tổ chức công đoàn trong quá trình mà khởi kiện vụ việc về việc lao động thì trong đó có cả về việc nợ đọng bảo hiểm xã hội. Đấy thì là cái đấy thì đấy là một trong những cái mà tôi thông tin thêm để biết là chúng ta cũng nhìn nhận về việc là những cái hiện tượng mà trốn đóng chây ì đóng như thế thì chúng ta cũng đã có ban hành những cái quy định mà là để làm sao cho người lao động, trong trường hợp này là người lao động bị doanh nghiệp nợ đọng, trong trường hợp lao động có biện pháp để mà xử lý giải quyết cái việc mà mình bị nợ đọng trốn đóng bảo hiểm xã hội dẫn đến cái thiệt hại cho bản thân và cũng như là cho gia đình. Thì đấy là một số những cái mà tôi muốn chia sẻ thêm để cho người lao động ở đây trong quá trình mình bị nợ đọng, bị chây ì, bị trốn đóng thì biết những cái quy định của pháp luật để mà mình có cái hướng xử lý. À, vâng, cảm ơn ông. À, vậy còn ông Quảng thì sao ạ? Ông có những cái lời khuyến cáo nào dành cho người lao động khi mà họ rơi vào những hoàn cảnh tương tự như vậy không ạ? Có thể nói rằng là khi các cái trường hợp mà cái doanh nghiệp mà nợ bảo hiểm xã hội mà người lao động khó khăn ấy, thì nó có mấy cái việc mà chúng tôi cần lưu ý đến người lao động. Cái thứ nhất ấy, hầu hết thì pháp luật đã quy định khá nhiều cái cơ chế để bảo vệ cho người lao động. Trong đó cả bản thân người lao động cũng phải thấy được cả cái quyền lợi của mình và cũng phải thường xuyên cập nhật cái tình hình. Rất nhiều cái trường hợp với doanh nghiệp nợ nhưng mà người lao động thì không theo dõi, cho nên đến khi thậm chí không thực hiện các cái quyền của mình ngay từ khi mới phát sinh mà phải chờ đến khi một cái doanh nghiệp người ta có thể nói là cực kỳ khó khăn, không còn gì và nợ nhiều năm rồi, khi ấy thì bắt đầu mới thực hiện các cái quyền. Vì vậy đầu tiên là bản thân người lao động, bây giờ cơ chế là cũng mọi việc thì thông tin về việc mà đóng trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, đóng vào quỹ bảo hiểm thế nào thì đã có các cái thông tin trên đến người lao động phải thường xuyên. Khi mà thấy cái doanh nghiệp nợ thì phải thông báo ngay cho tổ chức công đoàn hoặc các cái cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu đảm bảo quyền lợi của mình. Trường hợp khi mà đã giải quyết không được thì chúng ta cũng phải mạnh dạn thực hiện của mình, đó là người lao động. Bản thân khi yêu cầu cả cơ quan rồi thì mình có thể là đứng ra khởi kiện theo cái thủ tục là giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Và khi ấy cả cơ quan tòa án sẽ thủ lý. Và công đoàn, tổ chức công đoàn hiện nay thì trong những cái trường hợp này theo cái luật công đoàn quy định là người lao động khi đến mà tư vấn hoặc là hỗ trợ pháp lý thì không thu phí. Vì vậy trong trường hợp này thì người lao động có thể đặt vấn đề với công đoàn để là ủy quyền cho công đoàn, các cái trung tâm pháp luật của công đoàn ủy quyền. Bởi vì người lao động thì thứ nhất là cũng cái am hiểu pháp luật cũng không nhiều. Và trong trường hợp như vậy thì tổ chức công đoàn sẵn sàng để hỗ trợ người lao động khởi kiện. Tất nhiên là khởi kiện thì cũng là gian lao. Bởi vì đặc biệt là nhất là những cái doanh nghiệp khó khăn rồi thì cái việc khởi kiện thì chắc là cũng hầu hết chúng tôi theo dõi thì cái khởi kiện các cái doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thì xác định rất là dễ. Nhưng mà vẫn về đảm bảo thi hành án là một cái vấn đề hơi khó khăn. Nhưng mà đấy là những cái việc mà chúng ta đấy. Thì trong mọi trường hợp thì chúng tôi chỉ lưu ý về người lao động rằng là chúng tôi cũng rất là chia sẻ với cái người lao động. Thường là trong cái quan hệ lao động thì người lao động bao giờ cũng ở cái vị thế thế yếu. Cho nên khi mà doanh nghiệp nợ thì bình thường để không dám đấu tranh, không dám thực hiện cái quyền pháp lý của mình. Vì nghĩ mình là cái người làm công ăn lương. Chỉ đến khi một cái doanh nghiệp nó bé bẹt rồi không còn tồn tại thì khi mới thực hiện thì lúc đấy là
rất là khó xử lý. Cho nên một lần nữa, chúng tôi mong là người lao động cũng cần phải hiểu biết các cái quyền lợi của mình và thực hiện, bởi vì trong cái cơ chế thị trường, mặc dù chúng ta cũng là người lao động, chúng ta tham gia cái quan hệ lao động thì phải nói là đảm bảo cái quan hệ lao động hài hòa ổn định. Nhưng mà khi cũng phải đảm bảo cái quyền lợi của mình, khi mà có vi phạm mình sẵn sàng thực hiện cái quyền pháp lý của mình để đảm bảo quyền lợi cho mình. Vâng, cảm ơn ông, một lời chia sẻ rất hay ạ. Thưa vị luật sư, trong thời gian tới chúng ta cần phải hoàn thiện những cái quy định pháp luật như thế nào để đảm bảo bảo vệ quyền lợi của người lao động, và cũng như là hỗ trợ những cái doanh nghiệp mà người ta khó khăn thật sự, và xử lý nghiêm những cái trường hợp mà các doanh nghiệp cố tình vi phạm chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, thưa ông? Như tôi cũng vừa mới chia sẻ thì thực tế mà nói thì pháp luật của chúng ta cũng tương đối đã đầy đủ và đồng bộ, kể cả pháp luật về hình sự, pháp luật về dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, pháp luật về lao động, việc làm, cũng như là pháp luật về bảo hiểm xã hội. Vậy tuy rằng là còn đâu đó có một số điểm nó chưa đồng bộ hoặc là nó chưa thống nhất, bởi vì thì trong quá trình sắp tới thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ tổng hợp từ thực tiễn, thì sau đó thì sẽ đề xuất đề nghị. Và cái này thì tôi nghĩ là ở vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn phải là vai trò chính. Ngoài ra thì có một số những cái pháp luật về kinh doanh, cho tôi muốn nói là pháp luật về kinh doanh, ví dụ như là về luật phá sản hoặc là cơ chế giải thể doanh nghiệp, thì trong những cái cơ chế đấy thì người ta ưu tiên quyền, tức là trong trường hợp phá sản thì là ưu tiên cái gì trước, cái gì sau. Thì tôi cũng đề nghị là những gì là chỗ bên Tổng Liên đoàn Việt Nam cũng nghiên cứu những cái luật đấy, để và trong quá trình sửa này thì tôi biết là cũng sắp tới để chắc là chúng ta cũng sửa về pháp luật kinh doanh nhiều. Thì những đối với cả những cái đối tượng mà là doanh nghiệp phá sản giải thể chẳng hạn, thì liệu rằng có thể là đưa cái đối tượng ưu tiên về nợ đóng bảo hiểm xã hội, thì trong quá trình mà phá sản giải thể doanh nghiệp đó thì cái tài sản bán đi đấy thì ưu tiên trả trước cho người lao động, hoặc là trả trước về cái phần đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động để đảm bảo cái quyền lợi của người ta về mặt bảo hiểm xã hội ạ. Thì đấy là một số những cái chia sẻ cũng như là suy nghĩ của tôi trong vấn đề là về vấn đề là chúng ta có cần phải nâng cao thêm về chính đồng bộ, hay là cần đã ban hành thêm những quy định của pháp luật để làm sao bảo vệ cho người lao động trong quá trình là bảo hiểm xã hội của mình. Vâng, thế còn thưa ông Quảng, còn ông thì sao ạ? Ông có những ý kiến đề xuất gì cho vấn đề này không? Cái thứ nhất thì tôi hoàn toàn đồng tình với luật sư, đặc biệt ví dụ như cái luật phá sản doanh nghiệp ấy, có những cái quy định hiện nay ấy, có cái bất cập là ví dụ như cái nguồn đóng bảo hiểm xã hội cũng chưa phải là cái nguồn ưu tiên theo cái quy định trong ấy. Có thể cho nên là trong nhiều cái trường hợp mà người lao động khi mà bị họ nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội mà làm cái thủ tục phá sản thì đây là một cái vấn đề cũng cần phải sửa để đồng bộ. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là cái hệ thống pháp luật của chúng ta trong cái thời gian vừa qua thì nó cũng có nhiều cái vướng mắc. Mà chúng tôi thấy trong cái đợt này cái luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã sửa được, cũng nhận diện được, và tôi cho rằng là mấy cái hướng sửa đổi thì chúng tôi rất là kỳ vọng cái sửa. Cái thứ nhất là dự thảo luật bảo hiểm xã hội đã tăng quyền cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về thu đóng bảo hiểm xã hội. Đây là một cái vấn đề tôi cho là nâng cao cái trách nhiệm của các cái cơ quan. Cái thứ hai là trong các cái chế tài xử phạt thì chúng tôi thấy rằng là cũng đã có áp dụng song song với các cái chế tài hành chính, thì bây giờ cũng là bổ sung thêm các cái chế tài. Tôi cho ví dụ như bên cạnh là phải quy định là có cái chuyển hóa là về cái từ cái hành vi là chậm sang hành vi trốn sau khi quá cái thời hạn 60 ngày trong cái dự thảo. Cái thứ hai là bổ sung các cái chế tài mà tôi cho cũng rất là cần thiết. Ví dụ như bên cạnh anh phải nộp tiền đã chậm, rồi còn quy định là phải nộp cái tiền chậm nộp tính bằng 0,03% trên cái số tiền nộp chậm và cái ngày nộp chậm,
và 0,03% trên ngày đấy. Có thể nói đây cũng là một cái tăng kỳ tài để đảm bảo cái mức độ răn re cho tránh cái trường hợp là các cái doanh nghiệp lợi dụng. Và còn bổ sung thêm các cái chế tài khác, ví dụ như cấm xuất cảnh đối với người sử dụng lao động. Những cái chế tài này tôi cho rằng là, như vậy thì bên cạnh cái sửa đồng bộ cái hệ thống pháp luật, nâng cái tính răn đe của các cái chế tài và tăng cường cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo hiểm xã hội trong cái trách nhiệm xác định số lượng thu chi và có thể là đẩy nhanh tăng cường các cái biện pháp xử phạt, thanh tra kiểm tra xử phạt nghiêm minh, thì tôi nghĩ rằng là với một cái ấy thì cái tình trạng các cái doanh nghiệp mà nợ bảo hiểm xã hội sẽ giảm và như vậy thì có thể góp phần đảm bảo được cái quyền lợi của người lao động cũng như thực hiện thắng lợi các cái chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Vâng, cảm ơn ông. Hy vọng là trong thời gian tới thì những cái câu chuyện này sẽ được giảm thiểu cách đáng kể. Thưa quý vị, phải nhắc lại rằng việc nhiều công ty hiện nay triền miên nợ hoặc là trốn đóng bảo hiểm xã hội đã khiến cho quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng, không được chốt sổ về hưu, không được đóng nối bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và không có thẻ bảo hiểm y tế. Đến khi người lao động mắc bệnh thì chi phí khám chữa sẽ là rất tốn kém, bởi họ không được thụ hưởng những chế độ từ các loại bảo hiểm này. Một loạt những hệ lụy sẽ tiếp nối nhau và ngân sách nhà nước cũng sẽ bị thâm hụt. Nếu không có những phương án đặc trị, khả thi, kết hợp và hoàn thiện khung pháp lý có tính thống nhất, thông suốt thì có lẽ sẽ còn thêm nhiều doanh nghiệp chây ì, triền miên nợ và trốn đóng bảo hiểm xã hội. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự buổi tọa đàm. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.